chăm sóc và tặng sản phẩm và ủng hộ. Ngày 17 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường và huyện Đức Huệ tổ chức phiên chợ không đồng nhằm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người khó khăn khu vực biên giới tỉnh Long An. Đây là phiên chợ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhân dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Phiên chợ không đồng có các loại thực phẩm thiết yếu gồm gạo, mì, đường, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm, trứng, rau củ quả được các nhà hảo tâm đóng góp. Người khó khăn sẽ được địa phương phát phiếu đến chợ chọn hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu của gia đình. Đối với người già, khuyết tật, chiến sĩ tham gia phục vụ tại gian hàng trực tiếp hỗ trợ người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm. Phiên chợ được bố trí khu vực giữ xe miễn phí, người dân đến xếp hàng giãn cách 2 mét, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An còn điều 4 xe cơ động, mang theo các mặt hàng thiết yếu đến những điểm khoanh vùng, khu cách ly xa khu vực phiên chợ không đồng để phát cho bà con.